như tôi mãi mê vui chơi, dẫu đi một nơi chẳng lo một giây, ăn gì cũng có bố lo, chơi đùa chẳng sợ nắng to, sống xuôi cứ thế lăn ra khó khó. Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời, dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhăn nhó, còn chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi thăng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố. Trên đời bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Không biết cô ba đi đâu rồi, tất cả mọi chuyện rối tung lên. Các bạn cũng biết mà, tập trước đã xảy ra chuyện lớn. Tội nghiệp, anh bệnh tật vậy đó mà cũng lo đám cưới cho con gái của mình. Cách đây không lâu á, anh xui anh đến bệnh viện anh điều trị đó. Cô ba ơi, chuyện mà đổ bể ra không hay ho gì đâu, và tôi á không để yên cho bà, biết chưa? Con vô coi cô ba coi, cô ba con bị cái gì mặt mày xanh dần đó. Ba ơi, cô ba ơi, cô ba à, cô ba, cô ba, cô ba, cô ba. Ba ơi, ba, ba cháu của ba, cô ba ơi, cô ba. Cô không có trong đó hả ba? Không, kêu bà nãy giờ không nghe lên tiếng. Con hai. Ủa, con thấy mẹ con đâu không? Chứ mẹ con không có trên phòng hả cậu? Đi đâu mất tiêu, kiếm nãy giờ không gặp nè. Sao sức kỳ vậy cà, lúc con đi mua thuốc là mẹ còn trên phòng mà. Thôi, tới đây thôi được rồi. Cảm ơn bác đã đưa anh chị ra đây nha. Dạ, không có gì đâu chị dâu. Trời ơi, chị dâu đồ. Cái thằng này, chị không có ở nhà lo mà chăm sóc cho ba đi đó. Trời ơi, chị đi hưởng tuần trăng mật có mấy ngày chị làm như chị đi luôn vậy đó. Mà chị cứ yên tâm đi, trong lúc chị đi, em sẽ chăm sóc ba chu đáo mà. Thôi, chắc cũng tới giờ rồi đó, mình tranh thủ đi. Alo, bà Hòa hả? Ừ. Bây giờ tôi đang tiện vợ chồng chị Thảo đi hưởng tuần trăng mật. Bà có chuyện gì vậy? Hả? Dạ, không có gì đâu. Để tôi tiện vợ chồng chị Thảo đi hưởng tuần trăng mật, rồi tôi gọi lại cho bà sau nha. Ở nhà có chuyện gì rồi phải không? Dạ đâu, đâu có chuyện gì bà đâu. Bà không khỏe phải không? Có chuyện gì á thì nói cho anh chị nghe đi em vợ. Không có gì đâu chị. Thôi, chị cứ đi đi. Có chuyện gì mau nói cho chị nghe coi. Không phải ba, mà là cô ba. Cô ba sao? Cô ba mất tích nữa rồi. Hả? Ba, sao ba đứng ngoài này? Chưa tìm thấy cô ba hả ba? Chưa thấy nữa. Ủa Lợi, có kiếm gặp mẹ con chưa? Con tới mấy cái chỗ mà mẹ hay tới đó, mà không có mẹ. Có ai? Con tìm khắp chợ mà không thấy mẹ con chạy qua công viên con không thấy luôn. Có điện thoại thử không? Dạ có, nhưng mẹ con không có bắt máy. Đâu mà không nói với người ta một tiếng nào hết thiệt. Sao? Mẹ có bắt máy không? Sao? Không có. Có cái điện thoại làm cái gì mà ai điện cũng không nghe máy hết là sao? Thôi ba, ba vô trong đợi đi. Đâu ngoài này gió dây cầm lạnh lắm. Đúng rồi cậu, cậu vô nhà nghỉ ngơi đi, để tụi con đi tìm nữa. Thiệt tình luôn á. Mẹ, cái gì vậy mẹ? Nè, cái gia đình bên chồng con có chuyện gì vậy mà căng thẳng dữ vậy, còn tập trung đứng trước cửa nữa? Chuyện gì vậy con? Mẹ làm con hết hồn mà. Thì cô ba con đó tự nhiên bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Bỏ đi đâu mất? Đi đâu được chứ. Nè con, cổ bỏ nhà cổ đi hay là cổ ra ngoài cổ bị lạc? Con cũng không biết nữa.
Nói chung là từ lúc đi đám cưới chị Thảo về á thì cô ba trở nên kỳ lạ dữ lắm. Nè mẹ. Hả? Tại sao mà tự nhiên mẹ quan tâm chuyện bên gia đình chồng con như vậy? Đừng có nói với con là lúc đám cưới mẹ với cô ba gây lộn với nhau nha. Làm gì có. Mẹ với cô ba làm gì mà gây lộn chứ. Tại vì ngay chỗ đám cưới đó. Mày kỳ lạ lắm nha. Có bao giờ mẹ quan tâm cô chồng con vậy đâu. Mẹ. Hả? Cuối cùng á thì mẹ với cô ba bộ xảy ra chuyện gì đúng không? Không có. Mẹ à, tới giờ này mà mẹ còn giấu con hả? Không có chuyện gì mà. Mẹ. Mẹ không nói với con là con giận mẹ luôn á. Cuối cùng hai người xảy ra chuyện gì vậy? Con à, mẹ chỉ muốn quan tâm sức khỏe của ba chồng con thôi, hỏi thăm. Nhưng mà mẹ đâu có biết là cô ba con không biết ba chồng con bị bệnh. Mẹ. Cô Thuận, tôi xin lỗi nha, tôi bận việc lu bu quá tới trễ. Cô đợi tôi lâu chưa vậy? Không sao đâu chị. Chị ngồi đi. Ủa, cô sao vậy? Sao tôi thấy thần sắc của cô tệ quá vậy? Cô có khỏe không? Tôi không có bị bệnh gì hết trơn á. Mà tại vì tôi buồn, tôi đau lòng quá à. Chị Ngân ơi, tôi xin chị, chị hãy nói thật cho tôi biết nè chị Ngân. Cô muốn nói chuyện gì? Anh của tôi à, anh bị cái gì vậy chị? Là mẹ của em hả? Dạ. Nhưng mà mẹ em không có cố ý đâu. Tại vì lúc ở đám cưới chị Thảo á, mẹ em gặp cô ba ở trong toilet, mà tưởng là cô ba biết chuyện rồi cho nên lỡ lời hỏi thăm sức khỏe của ba. Trời đất ơi, sao mẹ bà kỳ cục giá bà thứ? Sao kỳ vậy? Bởi vậy mẹ mới như vậy đó. Tôi xin lỗi nha bà, mẹ tôi không có cố ý đâu, bà đừng giận nha. Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ làm sao? Bây giờ chồng ơi, bây giờ mình phải đi báo công an phải không? Mẹ biết tin mẹ buồn quá, chắc là mẹ bỏ đi rồi đó. Bây giờ biết mẹ đi đâu chứ, phải báo công an thôi. Đi bình báo công đi, an liền. Bình tĩnh đi. Bây giờ mình đi chia nhau đi tìm một lần nữa. Nếu tìm không có, hãy báo công an được chưa? Đúng rồi, anh Nhân nói cũng đúng á. Bây giờ em đừng có lo lắng quá, nó ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng nó, từ từ đã. Không được, phải báo công an thôi chứ bây giờ biết. Chị Thảo với anh Khang có chuyện gì vậy hả? Ủa, cô ba có chuyện gì vậy? Ủa, hai người đi hưởng tuần trăng mật mà về đây làm cái gì? Tôi đã đổi vé rồi, bây giờ chuyện đi tìm cô ba quan trọng hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cô ba biết chuyện của ba rồi. Sao mà cô ba biết được? Dạ, em xin lỗi mọi người, hình như là mẹ em đã lỡ nói cho cô ba biết rồi. Trời ơi, tôi lo cho mẹ tôi quá. Tự nhiên không nói tiếng nào, bỏ đi vậy không biết đi đâu nữa. Nên làm sao đây chứ? Nè, bây giờ mọi người đừng có tập trung ở đây nữa. Chuyện quan trọng là bây giờ đi tìm cô ba đi ha? Đúng rồi đó, tìm đi, đi. Anh chị ơi, cái này là tại cái chuyện của mẹ mà làm lỡ đi cái chuyến mà trăng mật của anh chị. Thôi để vợ chồng tụi này đi tìm được rồi. Giờ này mà trăng mật gì nữa, bây giờ cái chuyện của ba là quan trọng nhất. Thôi bây giờ không có nói gì hết trơn á. Bây giờ Nghĩa với là Linh Giang đi vô vòng vòng sớm coi có ai thấy của ba không. Chị sẽ đi ra chợ. Tôi đi. Bà có bầu bà ở nhà đi, ông lỡ ở nhà với bà. Hai đứa này thì ở nhà lo cho ba, đi nha. Em cũng sẽ không nói gì với mẹ và bác Phú đâu. Bây giờ chị muốn đi đâu, em chỉ chị đi tìm cô ba. Chị cảm ơn em. Thôi bây giờ vậy nè, là tôi biết cái chỗ mẹ tôi thường tới chỗ nào để tôi đi tìm mẹ được rồi. Em ở nhà đi. Tôi sẽ đi với anh. Đi lẹ đi anh. Rồi, chị nhau đi tìm đi. Đi. Ông Nhân ơi, mẹ tôi sẽ không sao. Mẹ tôi không sao đúng không? Tâm đi, cô bà sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Những gì tôi biết, tôi đã kể hết cho cô nghe rồi đó.
Thì ra là như vậy hả? Cô Thuận à, cô có ổn không vậy? Tôi là em ruột của anh mà tôi sợ anh giấu tôi. Điều này thì tôi có thể trả lời cho cô biết. Chính vì ảnh không muốn cho mọi người phải lo lắng về ảnh, chính vì điều đó mà các con của ảnh giả bộ như là vô tình không biết ảnh bị bệnh. Nhưng dù sao tôi là em ruột của ảnh mà, tại sao anh giấu tôi vậy anh hai? Bây giờ cứ nghĩ những lúc anh đau đớn, anh buồn khổ mà anh âm thầm chịu đựng, trời ơi, cảm giác nó kinh khủng lắm chị Ngân ơi. Tại sao vậy anh hai? Cô Thuận à, cô có sao không vậy? Chị Ngân, cảm ơn chị đã nói cho tôi biết tất cả. Tôi xin phép chị đi về. Nè, cô về được không? Hay là để tôi gọi điện cho con của cô ra đón cô về? Không sao, tôi ổn mà. Chào chị. Đào lửa, tất cả mọi chuyện là do cô. Alo, Đào nè Ngân, có chuyện gì không? Tôi đã cảnh cáo với cô rồi mà. Tại sao cô dám nói bậy bạ vậy, hả? Trời ơi, làm gì mà nạt người ta dữ vậy? Tôi đâu có muốn gì đâu. Trời ơi, sao mà khủng bố người ta hoài vậy? Cướp máy tôi hả? Trời ơi là trời, trời ơi, tại sao cuộc đời tôi bị bà này bà ám hoài vậy trời? Trời, sao mặn dữ vậy cô? Cô ơi, cô ốp dừa, lần sau cô bỏ ít muối thôi, chứ ít ớt nữa. Ba cô ăn mặn dán cay không được đâu cô. À, cô biết rồi. Dạ, cảm ơn cô. Ít thôi nha cô. Sao rồi? Thấy mẹ tôi không? Tôi không có thấy. Tìm mấy cái chỗ mà cô ba hay đi chợ không thấy.
Trời ơi, sao sao anh Khang? Tụi anh cũng tìm ở đầu hẻm chỗ cô ba hay tập thể dục cũng không thấy. Ông Nghĩa, mẹ tôi đâu? Nghĩa, em hỏi thăm tất cả hàng xóm xung quanh rồi nhưng vẫn không có thấy. Giờ phải làm sao đây hả? Giờ phải sao hả Thảo? Hả? Bây giờ sao? Báo công an đi. Đúng rồi đó chị, càng để lâu càng nguy hiểm đó chị. Cô ba, cô ba kìa, mẹ. Mẹ đi đâu vậy hả? Mẹ đi mẹ phải nói với mọi người chứ. Mẹ có biết là mọi người lo cho mẹ lắm không? Mẹ có biết là con sợ lắm không? Tại sao mẹ không nói con là mẹ đi đâu chứ? Tụi bay có còn là con người nữa hay không? Cô ba, mẹ, anh hai với con Thảo giấu mẹ đã đành. Mày là con mẹ mà mày cũng giấu mẹ nữa sao? Mẹ ơi, con. Cô ba ơi, con. Tại con kêu bà Hòa đừng có nói á. Tụi con tính là tụi con đi hưởng tuần trăng mật về rồi tụi con mới nói hết cho cô ba nghe. Bà Hòa bà không có cố tình giấu cô ba đâu. Không có giấu mẹ. Đúng rồi mẹ. Tụi bay là một chuột với nhau. Mẹ ơi đừng về mà mẹ. Tôi có còn là mẹ của mấy người không? Hả? Cô ba ơi, tôi có phải là cô của mấy người nữa không? Hả? Cô ba, mấy đứa có biết hai anh em cô ở chung một mái nhà bao lâu rồi không? 60 năm rồi đó. Dù cho tụi bay là cô của anh hai nhưng tụi bay phải biết tấm lòng của cô chứ. Mấy người có biết hay không là kỷ niệm 60 năm đối với anh em tôi nó như thế nào hay không? Ít ra phải cho tôi có thời gian để tôi chuẩn bị tâm lý chứ. Nếu mấy đứa có coi cô là cô tụi bay thì không nên làm như vậy với cô. Mẹ, con xin lỗi. Tôi con không dám nói cho cô ba biết. Tại tôi con sợ cô ba lo rồi cô ba bệnh. Cái này là thiệt lòng tụi con lo cho cô ba, cho tụi con không muốn giấu làm gì đâu. Tụi con sai rồi, tụi con không có nghĩ xa được vậy. Tụi bay là một lũ xấu xa, một đám độc ác. Đánh ra. Mẹ, mẹ. Ai nói mẹ? Con sai rồi. Mọi người ơi, bây giờ phải làm sao? Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi giận như vậy. Chưa bao giờ. Bà, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Em đừng xúc động mạnh như vậy, sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Mọi người đưa Hoài vào trong đi, ngồi nghỉ đi. Bình tĩnh bà. Thảo, anh nghĩ là mình không nên gặp cô vào lúc này đâu. Em thể nào để cô ba một mình vậy được hết. Cả cô và ba đều cần thời gian. Cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Có tiếng gì ở dưới nhà con? Dạ Trúc ra coi. Để bây giờ con đo cho ba cái đã. Cô ba ở trong đó có làm sao không nữa. Tôi sợ mẹ tôi xỉu à.
Hồi ba tôi mất á, mẹ tôi xỉu lên xỉu xuống, cậu hai phải cõng mẹ tôi đi bệnh viện luôn á. Hay là để em chạy lên xem thử. Em sẽ giả vờ giống như là không có chuyện gì xảy ra, rồi xem ba với cô đang làm gì, rồi chạy xuống báo cho mọi người biết. Vậy mọi người chờ em ở đây nha. Tiếng bé Giang, vậy là chắc cô ba không về, để ba ra coi. Làm gì kỳ? Mọi người đừng nói nữa, mọi người chạy lên xem cô ba liền đi. Nhanh lên, nhanh lên. Mẹ. Mẹ. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy mẹ? Mẹ. Mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ. Mẹ đừng có vậy mẹ. Mẹ đâu phải lỗi của mẹ đâu, sao làm nào mình vậy chứ? Thôi mẹ. Ngươi từng nói với mẹ rồi, không được nấu đồ ăn mặn. Nấu đồ ăn mặn cậu có ăn sẽ bị hại sức khỏe. Mà mẹ không nghe. Mẹ không nghe. Không phải lỗi của mẹ. Em xuống dưới có đồ ăn ở chuẩn bị xong chưa? Dạ. Con mời ba mẹ tới ăn tối mà con về trễ như vậy. Em đừng có trách con như vậy. Con đưa anh chị hai ra sân bay rồi hả? Con đã đưa anh chị ra sân bay rồi. Chắc bây giờ ông đã tới nơi rồi đó. Đến nơi an toàn mà cũng không thèm gọi về cho ba mẹ một tiếng. Giờ này không chừng về khách sạn rồi, rồi ăn tối luôn rồi đó. Chắc anh chị tới nơi rồi phải sắp xếp đồ đạc nữa. Rảnh anh sẽ gọi về mà. Ít ra cũng phải gọi về nhà một tiếng, để cho ở nhà yên tâm chứ. Lần này mẹ con nói đúng đó. Gọi một cuộc điện thoại đó, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Dạ, nhưng mà có thể là anh chị mệt quá. Hôm qua giờ anh khai anh có ngủ chút nào đâu. Có thể là vừa tới khách sạn là anh chị lăn ra ngủ luôn. Tụi nó mệt cũng đúng đó em. Anh nhớ lúc đám cưới á, mặt đứa nào á cũng căng thẳng bơ phờ hết. Nhưng mà mệt gì thì mệt, cũng không thể nào quên gọi điện về nhà được hết. Anh nó lúc này lúc khác. Rốt cuộc
anh đứng về phe nào đây? Phía nào cũng là phía của người nhà mình hết. Em phải hiểu lòng anh chứ. Nói chuyện không bao giờ lại anh hết á. Dạ, thưa anh bác, thưa ông bà, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ. Dạ, con mời ba mẹ. Đi em. Vậy hả? Bây giờ làm sao đây? Tình hình anh Bển sao rồi anh? Tìm được thấy cô ba chưa? Cô về nhà rồi. Nhưng mà tình hình còn căng thẳng hơn lúc trước nữa. Anh rất là muốn gọi điện thoại về, nhưng mà không có lúc nào phù hợp để gọi hết. Khi nào tình hình khá hơn, anh nhớ gọi báo cho ba mẹ biết nha. Ba mẹ đang lo cho anh chị lắm đó. Anh biết rồi. Bách nè, cảm ơn nha. Sáng mai á, anh sẽ tranh thủ để gọi sớm. Sao rồi con? Cô ba con sao rồi? Vợ Hòa đang lo cho cô ba rồi. Rồi bây giờ sao đây? Hai đứa con không đi hưởng từng trăng mật được. Tụi con không sao đâu ba. Tuần trăng mật á, lúc khác tụi con đi cũng được mà. Mấy chuyện đó bây giờ tụi con sắp xếp được. Ba đừng có lo cho ba. Ba giấu cái bệnh của ba, không phải để cho mọi người phải buồn lòng đâu. Nhưng ba không nghĩ mọi chuyện đến mức này. Vì cái chuyện bệnh của ba mà cả nhà rối tung lên hết. Ba, bây giờ không phải lúc ba lo cho mọi người, mà lúc mọi người phải lo cho ba. Ba đừng nghĩ đến mấy chuyện khác nha ba. Nhưng nó đúng đó ba. Bây giờ tụi con chỉ lo cho ba thôi, chứ không nghĩ tới chuyện khác đâu. Còn của ba, con nghĩ là đến một hai ngày nữa là cô ba bình tĩnh lại rồi ba. Mẹ, hay là bây giờ mình ra ngoài chơi chút cho khỏe khỏa nha mẹ nha. Mẹ, mẹ đừng có vậy nữa mà. Mẹ làm vậy á là làm khó cậu hai rồi đó. Nhưng mà mẹ làm sao cũng can đảm gặp mặt cậu không được. Mẹ, mẹ đừng có vậy mà. Cô ba ơi, cứ vô chút thôi cô ba. Dạ, cậu vô đi cậu. Cô ba nói chuyện với anh chút nha. Dạ con xin phép ra ngoài. Cô cứ về hoài, anh biết phải làm sao. Cô quay qua cô nhìn anh nè. Đừng mà. Anh mới là người xin lỗi cô. Anh đã làm cho cô đau lòng. Anh xin lỗi cô. Anh ơi, giờ phải làm sao anh ơi? Em phải làm sao? Không sao đâu. Anh ổn mà. Anh khỏe lắm. Cô đừng khóc nữa. Sao nghiệp anh quá, cả cuộc đời gả trống nuôi con, bây giờ bị bệnh nữa,
trời ơi, sao ông trời bất công vậy? Sao cho anh hai tôi bị bệnh vậy? Anh không có chết đâu, anh khỏe mà, sao hết bệnh? Cuộc sống với cô với mấy đứa nhỏ lâu lắm. Dạ con nghe chú Hiếu. Tắm xong rồi hả? Xong rồi, sảng khoái vô cùng. Em xin lỗi nha. Ngày trăng mật mà để anh ngủ ở nhà như vậy. Em đừng có nói như vậy. Nè, em suy nghĩ thoáng hơn đi. Tuần trăng mật mà được ở trong phòng em gì là rất là đặc biệt rồi. Lúc nào cũng giỡn được. Anh thoải mái lắm, cho nên em đừng có suy nghĩ gì nữa hết, nghe không? Ngày hôm nay dài quá. Hôm nay là một ngày rất dài. Cảm ơn. Đó là vợ chồng rồi, em mà còn nói chuyện ơn nghĩa gì nữa. Trời ơi, sao mà khủng bố mình hoài vậy nè trời. Ok. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Rồi ok. Ai đang đi trên đường để té xuống sông ở cái quần đi lông vô đây em chồ chú tránh ông gỗ xuống phòng ba. Dạ con muốn ngủ chung với ba. Ba ơi con nghĩ rồi, ba ơi ba tỉnh lại đi ba ơi. Ba ba con nghe rồi ba, con cố lên cho ba ơi. Ba tại em, tại em, tại em, tại em, tại em nằm kế ba. Ba em không biết ba bị như vậy. Anh phải điên, em phải điên rồi. Cậu con dặn mẹ phải ở nhà coi nhà cẩn thận. Mẹ là em,
Mẹ phải qua nhà nghe lời anh chứ. Ngày mai con tới tòa rút lại đơn kiện được không? Bây giờ chú không theo vụ kiện nữa nữa. Vậy nghe. Trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi.